cải bó xôi có thể giúp chữa trị nhiều bệnh như chống thiếu máu, phòng ngừa cao huyết áp, bổ thận, tráng dương. 1. Bổ trợ tim suy. 250g cải bó xôi, 150g dây lá trùng bao lạc tiên, 5g cam thảo, sao cử thổ chung 3 thứ rồi tán nhuyễn lóng lóng liên tục với nước sôi để nguội. 2. Chống quại huyết. 150g cải bó xôi, rửa sạch, sắc sợi nhỏ, ngâm chung với 1 chiên 3 muỗng cà phê muối khoảng 1 giờ. Sao cử thổ tán nhuyễn. Lúc khác, pha 1 muỗng canh trong 30 nước đun sôi để nguội. Uống 1-4 lần ngày, liên tục trong 10 ngày. 3. Chống thiếu máu, hạ huyết áp. 1-0 giờ cải bó xôi, rửa sạch, sắc nhỏ, cho muỗng cà phê bột nêm, 3 giờ hành tây sắc quanh. Nấu 3 chén nước còn 1 chén. Ăn cái, uống nước ngày 2 lần. 4. Trị mắt quáng gà. 5-0 giờ cải bó xôi tươi, nghiền nát lấy nước, mỗi ngày uống 2 lần. 5. Phòng ngừa cao huyết áp, đi đại tiện khó. Cải bó xôi tươi 3-0 giờ, cho vào nước sôi ngâm trong vòng 3 phút. Sau đó vớt ra trộn với muối, dầu gừng. Mỗi ngày ăn 2 lần. 6. Cần cho thai phụ. Ăn cải bó xôi trong 3 tháng đầu mang thai giúp hình thành các dây thần kinh ghi nhớ, học tập ở bào thai. 7. Chữa suy nhược thần kinh và thể lực, chống lão hóa. Cải bó xôi sống, giả lấy nước nóng hoặc nấu chín, hoặc lấy dịch ép pha rượu uống. Có thể phối hợp với cải sung. 8. Kiện tỳ tiêu thủng trị suy nhược cơ thể. Cải bó xôi 2-0 giờ, nhân sâm hoặc đẳng sâm 40 giờ, thịt lợn 1-0 giờ, bột mì hoặc bột gạo, gừng, hồ tiêu, dầu, tương, dầu thơm, muối. Làm như bài trên. 9. Chữa khát nước, táo bón của người bị đái tháo đường. 90 giờ, 10 giờ một nhĩ trắng, nấu nước uống. 10. Bổ thận, tráng dương. 2-0 giờ, sò khô 50 giờ, câu kỷ 10 giờ, táo đỏ 10 quả. Hành 10 giờ, dầu 30 giờ, muối 5 giờ, sò khô rửa sạch cắt miếng, táo đỏ bỏ hột, câu kỷ tử bỏ tạp chất. Đổ dầu vào phi thơm hành, cho 1 nghìn nước sôi, bỏ sò, câu kỷ vào nấu 5-10 phút thì chín.